Chào mừng các bạn đã xem video của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách nhận 500.000 từ Momo. Đây, trước hết là chúng ta sẽ vào CH Play. CH Play xong rồi chúng ta tìm Momo. Xong rồi ấn vào. Đây là mình đã cài đặt rồi nha. Các bạn nào chưa cài đặt thì các bạn ấn vào cài đặt nhé. Đây là mình cài đặt rồi thì mình mở ra luôn. Đây nhá các bạn. Ấn đăng ký, đây là mình đăng ký rồi đã có mật khẩu rồi. Nên là mình chỉ nhập mật khẩu thôi, mình vào nhé. Các bạn sẽ nhập cái mã ưu đãi ở đây. Các bạn vào phần ưu đãi, các bạn nhập mã ưu đãi ở trên đây. Trên đây. Đây là mã ưu đãi nhé. Các bạn nhập cái mã 0879214431 này vào để hoàn thành các bước sau để nhận được 500.000 nhé. Các bạn xác nhận. Đấy, xong rồi nó ra còn hai bước là nhận quà này. Các bạn phải liên kết ngân hàng. Thì đây. Rồi các bạn ai dùng ngân hàng nào thì ấn vào ngân hàng đấy để liên kết. Đấy, liên kết để nhận được 500.000. Ấn bắt đầu. Đấy, họ tên rồi số chứng minh. Chụp hai mặt. Xong rồi còn bước cuối cùng là các bạn sẽ nạp 10.000 vào trong ví để nhận được cái những ưu đãi. Nó sẽ có quà ưu đãi đây, mình nick phụ của mình là mình review cho các bạn nên là nó chưa liên kết thẻ ngân hàng, tại mình chỉ có một thẻ ngân hàng, mình có nick chính. Đấy, các bạn nhớ là nhập mã ưu đãi là 0879214431 để nhận được quà của Momo nhé. Xin chào các bạn.